Hello, xin chào các bạn. Và trên bàn mình đây là hai chiếc laptop. Phía bên tay phải mình đây là chiếc Surface Laptop Go 3. Chiếc máy mình đã có một cái bài đánh giá tương đối chi tiết ở trên kênh vào mấy hôm trước rồi. Phía bên tay trái mình đây là chiếc MacBook Air M1, cũng là một chiếc máy rất là quen thuộc với các bạn rồi đúng không? Thì mình thấy hiện tại giá của hai chiếc máy này đang tương đối là xem nhau. Chiếc MacBook Air M1 có mức giá khoảng 19 triệu đồng cho phiên bản Base, RAM 8 256GB ở các đại lý bán lẻ ủy quyền. Còn chiếc Surface Laptop Go 3 cũng có mức giá khoảng 19 triệu đồng cho phiên bản Bay, i5 RAM 8 256 ở cửa hàng Đăng Vũ của mình. Và một điểm đáng khen đến chiếc Surface Laptop Go 3 này đó chính là phiên bản bộ nhớ tối thiểu đã được nâng lên 256GB. Và hãy cùng bắt đầu bài so sánh nhé. Như mọi khi thì mình sẽ bắt đầu từ ngoại hình trước đi. Hai chiếc máy này đều có một đặc điểm chung. Đây đều là hai chiếc máy rất là cao cấp đến từ hai hãng là Microsoft và Apple. Nó hai chiếc máy đều có một cái phần hoàn thiện ngoại hình rất là cao cấp với phần vỏ được làm hầu hết từ kim loại nhôm. Tuy nhiên có một sự khác biệt đôi chút, đó chính là phần mặt đáy của chiếc Surface Laptop Go 3 này thì được làm từ nhựa. Cái này sẽ khiến cho chiếc máy không được cao cấp bằng chiếc MacBook Air. Tuy nhiên thì đây cũng không phải một điểm gì đấy mà quá là đáng để tâm đâu. Nói riêng về chiếc Surface Laptop Go 3 này thì nó cung cấp cho mình 4 tùy chọn màu sắc. Màu bạc như mình đang có trên bàn này này, màu vàng hồng này, màu xanh blue này và màu xanh rêu. 4 cái tùy chọn màu sắc của chiếc Surface Laptop Go 3 này mình nghĩ là sẽ phù hợp với những bạn học sinh sinh viên này hay những bạn trẻ này muốn thể hiện cá tính của riêng mình với chiếc laptop mình đang sử dụng. Thì 4 màu sắc này sẽ rất dễ để các bạn lựa chọn một cái màu nào phù hợp với cá tính của mình. Còn sang với chiếc MacBook Air M1 thì mình thấy đây là một cái thiết kế nó tương đối cũ của MacBook rồi. Bây giờ tất cả các dòng MacBook đều chuyển sang một cái thiết kế mới. Thì đây là một cái thiết kế nó tương đối cũ rồi. Tuy nhiên mình thấy nó vẫn rất là đẹp này, vẫn rất là sang trọng, rất là trung tính. Có 3 tùy chọn màu sắc là màu xám không gian này, màu bạc này và màu hồng. Cả 3 màu sắc này thì mình thấy đều có một điểm chung là trông nó rất là trang nhã, trông rất là lịch sự này, trông nó rất là sang trọng, cao cấp. Nó trung tính, nó bền dáng hơn. Nó sẽ hướng đến nhiều đối tượng sử dụng hơn. Các bạn học sinh sử dụng cũng được, hay là những đối tượng làm văn phòng, những anh em làm văn phòng cũng hoàn toàn có thể sử dụng chiếc máy này rất là phù hợp. Còn chiếc Surface Laptop Go 3 này sẽ hướng đến đối tượng những người dùng trẻ hơn. Nói về mức độ mỏng nhẹ thì cả hai chiếc máy này đều có trọng lượng xem nhau. Chiếc Laptop Go 3 này có trọng lượng khoảng 1,13 cân, còn chiếc MacBook Air này có trọng lượng khoảng đâu đó 1,29 cân. Sự khác biệt khi mình cầm trên tay đó là không nhiều. Tuy nhiên có một điểm khác biệt đó chính là ở chiếc MacBook Air nó có một cái độ mỏng cực kỳ ấn tượng mà chỉ có dòng MacBook Air của Apple mới có thể làm được thôi. Nhìn chung thì mình đánh giá rất cao về cái tính di động, cái khả năng di chuyển của hai chiếc máy này. Mình có thể mang đi khắp nơi mình làm việc vô cùng là dễ dàng mà không hề sợ mệt mỏi hay nặng nhọc gì cả. Và cũng chính vì cái độ mỏng ấn tượng của chiếc MacBook này nó lại gây ra một cái vấn đề về cổng kết nối, đó chính là tất cả các cổng kết nối trên chiếc MacBook Air đều được tối giản, đều được lược bỏ hết và thay bằng hai cổng USB Type-C. Điều này nó sẽ khiến cho mình thấy bất tiện trong một số trường hợp sử dụng nhất định. Tuy nhiên, cổng Type-C này nó là cổng chuẩn Thunderbolt nên là tốc độ truyền dữ liệu cũng rất là nhanh. Còn sang với chiếc Surface Laptop Go 3 thì mọi cổng kết nối đều được giữ lại hết, từ cổng Type-A này, cổng Type-C và jack 3.5. Thì mình sẽ đánh giá cao phần cổng kết nối trên chiếc Surface Laptop Go 3 hơn, tại vì nó đa dụng hơn và nó đáp ứng nhiều tình huống sử dụng của mình hơn. Nói về phần màn hình của hai chiếc máy này thì đây cũng là một sự chênh lệch tương đối rõ ràng. Màn hình của những chiếc MacBook chứ danh thì mình không phải bàn nữa rồi. Kích thước của nó 13,3 inch này, độ phân giải 2K với một độ điểm mạnh 227 ppi, vô cùng là sắc nét với công nghệ thích ứng màu sắc là True Tone. Còn với màn hình của chiếc Surface Laptop Go này là một cái màn hình Pixel Sense 12,4 inch, nhưng mà cái độ phân giải của nó chỉ là HD cộng mà thôi. Độ giải HD cộng với cái mức độ điểm ảnh là 148 ppi. Khi mình nhìn được khoảng cách như thế này thì mình có thể không thấy được sự khác biệt. Tuy nhiên mình nhìn gần vào hơn một chút ấy, mình sẽ thấy màn hình của chiếc Surface Laptop Go 3 này nó rỗ hơn tương đối là nhiều. Vậy nên nghiễm nhiên nếu mà so sánh về độ sắc nét thì chắc chiếc MacBook này ăn chặt rồi. Còn về khả năng hiển thị thì hai chiếc máy ở đây đều có khả năng hiển thị rất tốt với mức độ bao phủ màu sắc ở khoảng đâu đó 100% ở giải màu sRGB. Hơn nữa thì chiếc Laptop Go này thì có một cái phần màn hình có hỗ trợ cảm ứng đa điểm rất là mượt mà. Thế nên là mình có thể sử dụng nó trong nhiều tình huống linh hoạt hơn mà không cần phải bắt buộc phải đụng đến bàn phím hay là touchpad. Cá nhân mình thì mình vẫn đánh giá cao chiếc màn hình của MacBook Air M1 hơn, tại vì cái mức độ sắc nét của nó này, vì cái khả năng tái tạo màu sắc chân thực của nó này. Và với nhu cầu cá nhân của mình thì mình không thật sự sử dụng cảm ứng quá nhiều trên những chiếc laptop làm gì cả. Ngoài ra, độ sáng tối đa của chiếc MacBook Air M1 này cũng là 400 nits, cao hơn một chút so với 350 nits của chiếc Surface Laptop Go. Thế nên là mình có thể thoải mái sử dụng chiếc MacBook Air này trong nhiều môi trường làm việc hơn.
Nói về bàn phím của hai chiếc máy này thì cả hai chiếc máy đều có layout rất là hợp lý này, kích cỡ phím rất là to này, làm quen và gõ rất là đơn giản thôi. Tuy nhiên, chiếc Surface Laptop Go 3 này sẽ có một phần bàn phím đồng màu với máy. Cái điểm này nó sẽ mang lại một thiết kế đồng nhất cho máy hơn. Ví dụ máy màu hồng thì bàn phím màu hồng, máy màu xanh thì bàn phím màu xanh. Và cái việc làm cho bàn phím đồng màu với máy sẽ làm cho thiết kế của máy tổng thể trở nên chạy trông hơn, đồng nhất hơn. Cảm giác gõ trên chiếc bàn phím này cũng rất là tốt nhờ vào việc hành trình phím nó rất là sâu. Đó, cảm giác gõ rất là êm. Tiếng động tạo ra là không nhiều. Tuy nhiên, chiếc Surface Laptop Go 3 này không có phần đèn nền, thế nên là làm việc vào ban đêm cũng tương đối khó chịu. Sang với chiếc MacBook Air M1 này thì chúng ta có một cái phần bàn phím là màu đen. Trên tất cả phiên bản màu sắc nó cũng đều là bàn phím màu đen. Đó thì cái bàn phím màu đen này nó sẽ mang cái thiết kế nó có phần sang trọng hơn, trung tính hơn. Và đặc biệt hơn, chiếc MacBook Air này có một cái phần đèn nền bàn phím có thể thích ứng được theo từng môi trường. Ví dụ mình ra ngoài sáng thì đèn nền bàn phím sẽ tắt đi để tiết kiệm năng lượng cho máy hơn, rất là tiện lợi. Tuy nhiên, điểm thua kém của chiếc MacBook Air này chính là cảm giác gõ của nó không được thật sự tốt như chiếc laptop Go này, tại vì hành trình phím nó tương đối là nông. Còn lại thì hai chiếc máy đều được làm từ khung kim loại nên cảm giác gõ rất là chắc chắn, không có sự flex gì ở đây cả. Chuyển sang phần touchpad thì thật sự touchpad của những chiếc MacBook nó khó với chiếc máy Windows nào có thể đọ lại được. Với phần touchpad nó kích cỡ nó rất là to này, có cảm ứng lực này, di rất mượt và chính xác này. Mà hơn nữa nhá, trên hệ điều hành macOS các thao tác cử chỉ được tối ưu cực kỳ là tốt nữa. Còn chiếc laptop Go này phần touchpad nó cũng không quá tệ, nhưng mà chắc chắn nó cũng không thể nào so được với chiếc MacBook Air rồi. Kích cỡ của nó nhỏ hơn một chút, tuy nhiên cảm giác gì vẫn tương đối là chính xác, click rất là êm. Nhưng mà chắc chắn về tổng thể trải nghiệm nó không thể nào bằng được chiếc MacBook Air này. Nói một chút về giải trí thì chúng ta có một cái hệ ống loa trên chiếc MacBook Air M1, nó đặt ở hai bên, còn chiếc laptop Go này sẽ được đặt ở phía dưới bàn phím. Và mặc dù Apple thì không phải là một hãng chuyên sản xuất về âm thanh, nhưng mà họ rất nổi tiếng về việc cung cấp cho những sản phẩm của mình những bộ loa cực kỳ là tử tế. Và chiếc MacBook không phải là ngoại lệ. Chiếc MacBook Air này có một cái phần loa đặt bên cạnh bàn phím và nó rất là to, âm lượng nó cực kỳ to. Và bộ loa của chiếc Surface Laptop Go tuy nó không tệ, nhưng mà nếu mà để so sánh với chiếc MacBook Air này thật sự nó là một sự khập khiễng, so sánh rất là khập khiễng cả về chất lượng này, cả về âm lượng này. Thế nên là về loa giữa MacBook Air gần như không có đối thủ trong cái phân khúc này rồi. Đến với phần quan trọng nhất và khác biệt nhất của hai chiếc máy này, đó chính là hiệu năng và phần mềm. Chiếc MacBook Air này thì chạy chip M1 trên hệ điều hành macOS, còn chiếc laptop Go 3 này thì đang chạy trên con chip Intel Core i5 Gen 12 1235U và hệ điều hành Windows 11. Sức mạnh của con chip M1 trên chiếc MacBook thì đã được khẳng định rất rõ trên thị trường sau 3 năm, tại vì nó là một con chip ARM có một hiệu năng rất là ấn tượng ngay từ lúc ra mắt rồi. Còn con chip Intel Alder Lake Gen 12 này thì là một sự nâng cấp cũng tương đối là lớn so với con chip Gen 11 so với thế hệ trước laptop Go 2. Chiếc MacBook M1 của mình thì mặc dù đã ra mắt được 3 năm rồi, nhưng mà với sự tối ưu hiệu năng cho đến nhiệt độ này tuyệt vời đến từ nhà Apple, nên là cái hiệu suất nó mang lại vẫn rất là tốt cho đến năm 2024 này. 3 năm rồi mà vẫn chạy cực kỳ mượt các tác vụ cơ bản. Tuy nhiên thì cái mức RAM 8GB của chiếc máy này đôi khi nó vẫn có một cái giới hạn nhất định. Chiếc máy sẽ phải swap RAM qua SSD và nó sẽ chậm đi và nó nóng lên khá là nhanh. Còn hiệu năng của con chip Intel Gen 12 trên chiếc máy này thật sự đối với mình tương đối ấn tượng. Tất cả các tác vụ văn phòng hay làm việc cơ bản trên chiếc máy này đều được xử lý rất là trơn tru mượt mà. Mình có thử sức nặng hơn với những cái nhu cầu làm việc của mình, như là mình làm về ảnh này, đôi khi mình có thể giải trí một số game nhẹ, thì chiếc máy này vẫn chiến rất là ngon. Tuy nhiên, chính vì sự tối ưu đến từ nhà Apple tốt hơn, nên là nhiệt độ của chiếc MacBook Air này, mặc dù nó không có quạt tản nhiệt ở đây, nhưng mà khi mà làm việc, phần lớn trong các hầu hết thời gian mình làm việc thì nó rất là mát. Trừ khi mình có edit video thì nó mới nóng lên thôi. Nhưng mà việc này không ai khuyến nghị để làm trên chiếc MacBook Air cả, tại vì nó không có quạt tản nhiệt. Còn với chiếc Surface Laptop Go 3 thì nó khi mà làm việc nặng nó nóng lên tương đối nhanh. Tuy nhiên khi mình làm việc lâu dài với chiếc Surface Laptop Go 3 này thì mình cũng không thấy nó có dấu hiệu bị tụt xung quá nhiều đâu. Nó vẫn rất là ổn định. Kết lại thì mình thấy chiếc Surface Laptop sẽ phù hợp với những bạn làm văn phòng thuần này, có văn bản soạn hợp đồng hay là làm việc qua Excel nhập số liệu này, hoặc là những các bạn sinh viên muốn cân đối giữa việc học tập và giải trí. Nhưng các bạn có thể giải trí sau những ngày làm việc hay học tập mệt mỏi bằng những cái tựa game eSports cơ bản thì chiếc máy laptop Go 3 này đáp ứng rất tốt. Còn chiếc MacBook Air M1 sẽ phù hợp với những người làm việc đồ họa này, những người chỉ làm việc thôi, mua về không chơi game. Chắc chắn chiếc máy này thì sẽ vẫn chơi game được rồi, nhưng mà để mà so về khả năng tối ưu game so với chiếc Surface Laptop Go thì chắc chắn chiếc MacBook Air sẽ không bằng đâu. Cuối cùng là về thời lượng pin, cái này thì chắc chắn là chiếc MacBook Air thắng rồi, tại vì nó chạy chip ARM với
hiệu suất ăn điện nó chỉ ở 15W thôi. Với cái sự tối ưu tuyệt đỉnh của nhà Apple nữa thì mình làm việc đôi khi là phải 2 ngày mới phải sạc lại cơ. Còn thời gian on-screen trung bình của chiếc máy này hầu hết là mình phải on-screen được 9 đến 10 tiếng. Một thời lượng pin cực kỳ ấn tượng. Còn với chiếc laptop Go 3 này thì con chip của nó cũng có TDP là 15W. Nhưng mà với cái hiệu suất tối ưu tiêu thụ điện năng nó không được bằng cái chiếc MacBook. Nên là thời lượng pin mình chỉ đạt được khoảng đâu đó 5 đến 6 tiếng với nhu cầu làm việc hỗn hợp thôi. Tuy thời lượng sử dụng này không ấn tượng bằng chiếc MacBook nhưng nó vẫn rất đủ để mình có thể làm việc trong một ngày. Rất là thoải mái, không phải lo nghĩ. Đó. Vậy các bạn nghĩ sao về hai chiếc máy này? Lựa chọn các bạn sẽ là chiếc máy nào nếu các bạn có 19 triệu âm tay? Đó, hãy cùng comment ý kiến của mình xuống phía dưới phần bình luận nhé. Nếu video hay thì mình xin một like, một share, một subscribe. Và bấm nút chuông để theo dõi những sản phẩm tiếp theo của mình đánh giá trên kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.